Rồi chào anh em nha, hôm nay mình giới thiệu cho anh em về sản phẩm đó là bộ lốc nồi con tay dành cho anh em chơi dòng xe quay rim nha anh em. Đây là mẫu nắp quay có cái nắp ba lỗ nhựa nha, ốc nắp ba lỗ. Thì đây là mẫu lốc nồi con tay dành cho quay rim model V2 đã được cải tiến nha anh em, cải tiến rất là nhiều và chất lượng đã được nâng cao nha. Đây hàng sản xuất đúc khuôn nha, bao xài thì nó sẽ có hai màu, màu bạc và màu đen nha. Mình bán một bộ gì có giá là 400 bộ nha anh em. Cái mẫu V2 này á là nó sẽ được nâng cấp là đây. Cái bật đạn á ở bên phần đầu cúp dên nè, nó sẽ xài bật đạn giống như trang những cái dòng xe là Future Neo 125 luôn nha anh em. Đó. Đó đây nè. Được nâng cấp lên là xài bật đạn đây nè. Thứ nhất giúp chống đỡ gãy dên, thứ hai là nó ôm vô cái cốt đầu dên mình bên nồi để nhớt bơm vô được nhiều hơn trong cái dên tạt lên nuôi bít tông tốt hơn nha anh em. Đó. Cái này nó nhẹ xe nữa nha anh em. Đó. Thì full một bộ nó sẽ đầy đủ lóc nè, dây con, tay con và những phụ kiện. Và những cái dòng đời này á, là nó xài ngay chỗ những cái cốt bên đầu đây nè, cái cốt ngay chỗ đầu của cái cúp số và cái cốt của ngay chỗ cái càng amida là sẽ xài bật đạn đũa cho cái đồ bóp con nó nhẹ nha anh em. Đó. Có hai màu nha anh em, màu đen và màu bạc. Đó. Mình bán một bộ vậy có giá là 400 một bộ nha anh em. Anh em mua về lắp đặt như zin nha. Anh em cần thì alo mình nha. Nắp nồi con tay dành cho quay rim hay nồi về lết and lay. Anh em ví dụ xài con tự động á là anh em về chỉ khóa nồi ba càng trước, lại là mình xài. Khóa thì nó có hai dạng, mình khóa bằng hàng điện hay là khóa bằng lông đền. Còn thứ ba là anh em xài tháp nồi tạ luôn, nó sẽ ngon hơn nha anh em. Đó. Có màu đen màu bạc nha, anh em nào cần alo mình, 400 một bộ nha anh em.